lành, gasoline xăng. Thì lửa, panfleto tờ rơi quảng cáo, ima nimo bất kỳ lúc nào, hoa ôi, bara hoa hồng, doraibu lái xe ô tô, di riu lý do, azamarimas xin lỗi, siriimas quen biết. Rồi, đi vô để cắn. Y rồi đấy. Mua quá ta. Rồi, Suki Thương sẵn. Hai. Yon yu san ka no koto bao. Yon de kuda sai. Đi để cắn. Kyo ka so ga. Hai. Arimasu ka? Dạ. Kyo kasa. Kyokaso kiểu như là cái mà cái textbook À. À. Hai, Kyokasha ka arimasu. Kyokaso ha. Kyokaso là À, cái sách giáo Kyokasho. khoa. À, Kyokasho. Hai. Watashi wa Kyokasho hitotsu ga arimasu. Dạ. Đây. Yon yu. Cả. Nô cô tôi bảo. Yon Đây. đề kê đề sai. Hai. Fuemas tăng tăng lên. Yêu xuất từ cá Fuemas xuất khẩu tăng lên. Fuemas giảm giảm xuống. Yêu xuất từ cá Herimas xuất khẩu giảm. Agarimas tăng tăng lên. Nedanga Agarimas giá tăng lên. Sagarimas giảm xuống, nedanga sagarimasu giá giảm xuống, kiremasu đứt sợi, còn himo ga kiemasu sợi dây bị đứt, toremasu tuột, botan ga toremasu cái cúc bị tuột, ochimasu rơi, nimotsu ga ochimasu hành lý bị rơi, nakunarimasu mất hoặc là hết, gasoline ga nakunarimasu xăng bị hết. Jobu chắc bền. Hen là kỳ quặc. Shiawase hạnh phúc. Umai ngon. Mazui dở. Chumaranai buồn tẻ. Gasoline xăng khi lửa. Danbo lò sưởi thiết bị làm ấm. Rebo thiết bị làm mát. Sense có khiếu có gu. Ima nimo bất kỳ lúc nào. Trong sách cô nó để là còn một nghĩa nữa là có vẻ sắp đến nơi. Qua ôi câu nói dùng thể hiện sự ngạc nhiên hoặc là cảm thán điều gì đó. Kain thành viên. Tekito thích hợp vừa phải. Nende tuổi. Siêu niu thu nhập. Diktari, diktari là vừa vặn, đúng. Sonoe, sonoe là thêm vào đó hơn thế. Nani nani, thêm một tố imas, tên là hoặc là gọi là cái gì đấy. Rồi bara và hoa hồng. Duran bự là lái xe đi chơi. Rồi. Xong rồi đúng không? Dạ hai obata. À, mô owarimasan này. Ê, Chugi, bình sàn đó. Đai yon yu san ka no kotoba o yonde kudasai. Sách cũ mới này. Em đọc, cứ đọc sách của em đi, không sao đâu. Sách nào cũng kiến thức giống nhau à. Yeah, chigaimasu sa. Hai cái khác nhau á thầy. Nó khác nhau mới, xíu thôi. Mới đi em ơi. Không sao đâu. Em mới đi. Fuemas tăng lên, Perimas giảm xuống, Agarimas tăng lên giá, Sagarimas giảm xuống giá,
Iremas Đức. Toremas Tột. Ochimas rơi. Naku Narimas mất hết. Jobu chắc mồm. Ben Hen lạ kỳ quặc. Chiase Chiawase hạnh phúc. Mai mà dư ư mai ngon mà dư dở. Sumaranai được khỏe. Ganrin xăng. Thi lửa. Dambo thiết bị làm ấm. Rebo thiết bị khác. Sensu có khiếu. Imanimo có vẻ sắp đến nơi. Wa oi Kain thành viên. Tekito thích hợp vừa phải. Rende Anende tuổi. Siêu new thu nhập. Victory vừa vặn đúng. Sonoe thêm vào đó. To imas tên là gọi là para hoa hồng. Dorai lấy gì chơi. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Rồi bữa nay mình không có gọi là học hành gì hết, mình tạo cái phản xạ ha, tức là mình nhìn vô hình, mình làm sao mình bật ra được một cái câu nói, tức là đây là phương pháp học mà kiểu như là phản xạ. Ví dụ như ở bên Nhật đúng không, mọi người không biết cái bắt đầu qua mình không biết gì hết, không biết tiếng Nhật hết, nhưng mà họ kiểu như họ dùng phương pháp là lấy cái bút họ thả xuống đất, à làm sao mình học được, mình nói được cái từ đó, à Ben ga ochimasu yeah, chẳng hạn như đó. Mình nhìn vô cái bật rồi mình phản xạ theo. Đó là luyện phóng xạ. Rồi bây giờ mình nhìn vô hình, à mình trong hình nó kệ đó, nó không liên quan gì đến từ, mình làm sao mình nói được có một một cái câu hoặc là một cái từ nào đó, lỗi bạn ha. Rồi bữa nay là chẳng hạn như là người đây là đầu mũ cũng được, hoặc là người đây đang điều chỉnh ra cũng được, miễn sao trong đây là nó có một cái câu, một hình là một câu ha. Nay mình đi luyện hình vậy thôi để tạo phóng xạ, chứ học nhiều mà ông không có phản xạ giao tiếp á, khi mà gặp người Nhật thì lại mình khựng, mình nói không được. Rồi bắt đầu nha. Rồi cô Thương nào, nhìn vô hình đây mình đoán là gì, nằm nón được à, bất cứ được là... được cao là được rồi. Bô tan đi, đón cái bô tan đi. Cái nút thì nó gọi là cái từ này có trong sách rồi, là botan ga toremas. Botan ga toremas à? Cái botan ga toremas là nó tụt cái nút áo mình nó tụt, còn cái này là đâu phải botan đâu. Cái gì? À button. Cái zumami. Cái nấm bằng á. Vậy thì con, vậy là cái là tsumami ya, vậy là tsumami ga kowaremasu. À kowaremasu à. Kowaremasu. À cái nấm hỏng thôi. Rồi bạn nào có câu khác không? Rồi cứ một hình là một người vậy thôi. Rồi tới Ngọc tiếp này, hình gì hình đây? Ngọc đáng là chữ gì? Mình làm sao mình đoán được một cái từ, không khỏi cần theo sách vở nữa, các bạn có thể đóng sách vở lại, bây giờ mình nhớ được cái từ tiếng Nhật nào mình bật ra. Bảo là trước khi đi khám thì tôi không ăn sáng gì đó, hay là bác sĩ nói là odaji ni gì đó, thì mình nói ra được cái câu vậy là ok rồi, không có nhất thiết là phải thì đúng không, cứ nói từ từ. Rồi hoặc là bác sĩ nói là hãy cởi áo ra gì đó. Bác sĩ nói là kusuri o nonde hazaku zukuri gì kusuri o hazaku. Nói lại nào, nói lại cho sắp xếp lại này. Kusuri o nonde zukuri
Zasunde kudasai. Đúng rồi, kusiriyo nonde yutkuri ya sunde kudasai. Đúng rồi, hãy uống thuốc và thông thả nghỉ ngơi. Ok, cao là được. Rồi các bạn nào có cao đây khác không? Không khó thì mình đi qua tiếp. Bạn nào suy nghĩ được thì mình dừng lại nha. Rồi, tới bạn Bình nè. Rồi, nhìn dưới hình đây. Na luyện hình không thôi. Rồi. Đang nếu mà tìm hiểu, tôi tìm kiếm hùng banh hoặc là có hùng banh của tôi thì nó ở đâu rồi thì mình làm sao mình nói cho câu một cái câu tiếng Nhật nó hoàn chỉnh thế nào. Cái này là mình vô bài 43 rồi. Mặc ra là cái hình của bài 26 thôi, nó không liên quan gì nếu mà bỏ. Chủ yếu qua Nhật người ta đâu nói tôi đang mới học 43, ông nói bài 43 cho tôi thôi, thì người ta Nhật đâu biết là bài 43 là bài gì đâu. Người ta đâu cần biết mình học như thế nào, người ta cứ dùng cái ngôn ngữ thông thường người ta nói thôi, đúng không? Ano hito wa ano hito wa boru o sagashiteiru. Đúng rồi ha. No hito wa boru. Boru, bạn nào mà tiếng Anh giỏi là cái saga city imos và iroyo. Cái người đàn ông kia thì tìm kiếm banh, chữ boy thì nó ghi chữ bô rừng hơn. Rồi tới cô Thương nè, mình đáng ok. Doste okuretan desu ka? Đúng rồi, doste okuretan desu ka có nghĩa là gì, hai bạn dịch thử. Nghĩa là tại sao bạn đến muộn thế? Rồi, tan. Xong rồi chắc chứ không cái người đó sẽ nói là chotto yoji ga arun desu ga sumimasen, gomen nasai, reporto reporto o oshiete mite itadakemasen ka? Reporto chotto yoji ga arun desu kara. Yoji ga arun desu kara là có, tôi có việc bận nữa không? Đúng rồi ạ. Arun desu kara reporto. Reporto o mi te mi te ita da ke ma sen. Bây giờ cô thương đọc, cô đã không có dịch nữa ha, để cho mấy bạn khác dịch đó, chẳng hạn như câu vậy. Nhưng mà mình cứ nói được cái câu như vậy ra chứ mình học mà mình không vận dụng là mình không nói được đâu. Nên đơn giản ví dụ như do se okuretan desu ka, tại sao trễ vậy, thì mình thật sự vô cái câu đây người đang nói không được ha. Vì tôi có việc bận chút rồi, anh hãy xem có báo cáo giúp tôi được không. Dạ cũng được. Đáng lẽ mà trong trường hợp này là người đây họ giận dữ ha, chứ không có nhờ vả gì nữa đâu. Điên trễ rồi mà còn đã đến trễ rồi còn nhờ vả. Đó, điên trễ rồi còn nhờ vả nữa. Rồi chị hiểu ý không đó, người ta đã đợi rồi. Rồi tới bạn Ngọc, tự mình cố gắng mình đặt câu nhiều vô. Rồi ví dụ như chẳng hạn câu đây vừa đúng đến giờ kịp giờ hay là gì đó, hay là tôi đã đến sớm 5 phút gì thì tùy mình. Sắp hộp rồi, hoặc là 9 giờ thì cái cuộc họp nó bắt đầu gì đó, thì mình nói sao cho nó ra được một câu để cho mấy bạn khác dịch. Cái này là phương pháp của người Nhật học dạy, mấy bạn đi du học sinh thì cũng học toàn như thế này không? Zikang ni mani almeni gì nó lại nên lỡ gì ý em nói là để đi sớm à. Nên kiểu
kiểu kesa hazaku okimasta, là dậy sớm ấy. À đúng rồi, đúng Không biết còn đúng. rồi, đúng rồi. Mình dậy sớm để mục đích là nó kịp giờ, mà kịp giờ cái gì đó, ví dụ như kịp giờ nhưng mà mình nói trước nữa, ví dụ như có một cái nữa thì mình nói thêm chữ gì nữa. Kaigi, À kaigi kaigi, wa, kaigi kaigi ni. ni luôn, kaigi ni hoặc là kaigi no. Cái cụ thời gian của cuộc họp thì nó mà ni ai mát là kịp ha, để mà cuộc kịp cái thời gian của cuộc họp á thì mình sẽ dậy sớm đúng mà ha. Rồi tiếp tục, rồi tới bạn Bình, câu của mình này đơn giản không? Cái đấy có được dùng với tam minh ý như thế nhỉ, hay Được, là tam phải mê dùng ní với là lại được, được, cái được. Được. Còn không, nếu mà em dùng dồ ní thì em có thể là chiên trước nó là thể khả thì kai ghi noji kan ní ma ní aeru tam mê ní aeru thể khả năng aeru dồ ní. dạ. Nhưng mà cái tam mê ní là mình có mục đích, chủ đích của mình, còn dồ ní là nhiều khi nó ngoài ý muốn của mình. Rồi các bạn học tiếng Nhật tới giờ mà các bạn có khi nhiều khi các bạn không biết từ may mắn quá hoặc là ừ hôm nay xui quá, mình tiếng Nhật nói xong Yukata là may mắn đấy. là Yukata. tiếng Yukata. yukata là nó thật sự là tốt thôi, chưa cái đó từ đó cũng chưa gọi là may mắn đâu. Ví dụ như Từ Bình lucky à? từ lucky là Lucky. tiếng Anh, Yeah. lucky lucky là tiếng Anh đó. Là trong từ lucky á thì đó là một từ tiếng Anh rồi, nhưng mà tiếng Nhật nó thuần Nhật, nó có từ này rất là hay luôn. Rồi Bình cao đây em đặt sao? Rồi Bình sạc từ lượm là gì ta, từ nhặt á, mọi người ai biết không? À Hiroima. đúng rồi, thì hôm nay tôi nhặt được 500 ngàn, nói sao Bình may quá, hôm nay tôi nhặt được 500 ngàn. Hiromat là nhặt. Rồi từ may mắn là gọi là chui, i t iru à, chui t iru là may mắn ha. Và còn cái từ mà xui quá, chui t này à, hôm nay mình đi mình bị té, chui t này là xui, này xui quá, chị tê rự, chị tê này. Là từ mày mắng. Mày mắng ha. Còn đây là từ xui, xui Em có câu xẻo. khác được Sao? Chị cho quyền, có quyền đổi hình phải không? đúng. Em muốn đổi hình hả? À? Hay là sao? Bình ấy ấy Bình là sao? Chuyển qua câu khác cho em à. Ok, chuyển qua câu khác ha. Đó. Được voi đòi hai bà trưng ha. Từ ví dụ như chuyển qua. Ví dụ như từ hôm nay tao lượm đã lượm được 500 ngàn thì ạ. Bạn nào nói được câu đó, rồi mình qua câu khác cho bạn mình. Kêu Ừ. mất 500.000 Goji Gojima Rồi. Rồi 500 ngàn thì mình nói Goyaku sao? Goyaku Goyaku Gì gì à quên vô dạ kêu qua. Ừ. không Goji Goji mang đồng Gojima đúng không ạ, đồng ố dạ đúng rồi à, mà Goji đó, mang đây đồng tiếng Việt hộ Nam mình là gì? Hiroimasta. Man đồng ạ, à? À Man mang đồng đôn ố. đôn thôi, đừng đồng, mang Man, à đôn man đồn, man thôi. đồn. Man đồn nốt. Hiroi Ừ. master. Hiroshima đúng rồi ha, hôm nay tôi đã. Ừ. Rồi chỉ sẵn nói luôn là từ sẽ chỉ luôn một cái từ mà gọi là nó hư hơi kỳ kỳ xíu ha, nhưng mà mình biết thì tốt. Ừ. Hey. Từ Yabai.
Dạ bay. Trong từ ví dụ như cái này nó bay. ngon quá, thì thật sự nếu mà dịch cái từ ra ra tiếng Việt của mình nó gọi là từ, từ vãi á. Nhưng mà trong tiếng Nhật mình nó có nhiều nghĩa hơn. Đấy. Ví dụ như cái này nó ngon quá thì mình kêu dạ bay, oishi. Dạ bay. Cái này là ngọn nó ngon ngon kinh khủng á. Rồi. Hoặc là mình ví dụ như mình đang nấu một cái nồi cá gì đó mà nó bị khét thì mình gọi là dạ bay cô ghê ta, cá nó cháy đó, thì mình tự dùng từ dạ bay. Hoặc là trong từ trường hợp nguy hiểm gì đó, à, dạ bay à vừa nay thì mình sẽ biết, mình sẽ nói không, nó sẽ à, GT rư là may mắn ha. Rồi rồi bình xanh, bạn xem mình có nghe không, bạn tin thầy là kêu bạn mạng yếu bạn biết nghe không. Đây rồi mình thử cầu như cái bếp ga nhà tôi nó bị hư, mình nói sao, hoặc là cái ga nó hết rồi mình nói sao, ga là gì bạn. Rồi cái bếp ga Là đây ra sự lên gì? đúng rồi, gái đại sự Còn nếu là ra không thì là rồi, đúng. Gas gái là gas. sự Ok, gasoline nghĩa con ru rồi, gái sự con rinh đó là xăng rồi, gái sự con ru cái nguyên cái bếp như thế này gọi là gái sự sự con ru. Mà còn cái ga, cái bình ga các bạn, nó lấy trong từ tiếng Anh á, thì mình dùng cái từ ga đây. À, rồi tiếp. còn cái gas Renzi ạ? Đây đây là cái là những cái Đúng bạn rồi, biết ra. cái này các bạn mà tách 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 này. À, Đây. Nhớ nha, gas control là nguyên nguyên cái bếp ga. Nguyên cái này gọi là gas sự control, còn gas sự Renzi là cái mà mình nhắn vô mình nó kêu tách 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 rồi nó lên gas. Đây. Gọi là ra gas sự Renzi. Còn cái ga sự đây là cái bình ga. Rồi mình thử nhìn vô camera mình đáng nghĩa thử sao, chẳng hạn như à, cái vì ga của nhà tôi nó hết rồi nên tôi phải liên hệ đến công ty ga đó, chẳng hạn như học tên là bốn là mình nói được mấy câu đây là vô tư rồi. Watashi no gas kondo ga kowarete imasu. Mình dùng cái lý do mình nô đế vô bỏ vô Kowaremasa nô đế. Rồi sao? Rồi công ty ga là sao? Em nói câu khác thì À thì em nói câu khác, em thích nói câu nào để quyền là quyền mà. Rồi em nói lại câu từ từ thôi, em nói đọc nó dừng ngay chữ trợ từ á, chứ em đừng có đọc mà nó qua cái trợ từ là người ta không hiểu đâu, tự nhiên qua cái trợ từ là nó ra chữ nghĩa khác đó. Bộ như Watashi go wa ke to nam mu jin desu. Rồi em phải đọc ngay chỗ này, ví dụ như em tới chữ qua là em dừng này, em hiểu không, Watashi wa ke to nam mu jin desu, chứ đừng em đừng có dừng cái chữ này, Watashi wa be rồi cái to nam mu rồi cái jin desu là không được, không đúng, phải qua mới đúng này, dừng này đúng rồi tới be to nam mu jin rồi tới desu cũng được, hoặc là chia ra làm hai vế Watashi wa beto mizin desu, chứ đừng có ngắt là Watashi wa beto, ok, năm mizin là nó không có đúng, nó chia ra vậy hả. Dừng là mình học thêm một cái dừng nghe trợ từ, Nên nhớ lại. Kite watashi no tameni tameni sore o shuste shite kudasai. Watashi no gì, em đọc lại thế nào anh nghe.
kite là kiểu hãy đến và sửa nó dùng câu. À, watashi no. Ừ. Không. Watashi no ie ni. À, kite à. Được sao? Ga sekon ro o chu. Ga sekon ro. Ồ. Siêu. Siêu ri. Siêu ri ha. Ngâm từ sữa. Siêu. Siêu ri. Si. Tê. Mô. Ra. Em. Ma. Sên. Cá. Ừ. Em có thể nói cao đây. Hãy đến nhà tôi và. Hoặc là. Cái này em có thể nói là T hoặc là T hoặc là thêm chữ kara. Watashi no uchi ni kite kara ga sekonro shiuri shite morai masen ka? Là hãy đến nhà tôi, sau đó sửa giúp tôi cái máy bếp ga được không? Rồi, trong từ các bạn nhìn vô cái từ trong cái hình mà có từ nào không biết thì các bạn nói hả? À, từ đây nghĩa là gì vậy thì có thể giải thích cho mấy bạn luôn. Rồi tới các bạn bình thường nào. Hai cái này là tức là không có chuẩn bị gì trước luôn á, không có chuẩn bị gì trước luôn á, chỉ nhìn vô hình rồi mình bật ra một cái câu gì đó thôi, nên các bạn nó sẽ sau này các bạn hai để cô nói nha. Cô sẽ nói là gomenasai, tức là khi mà cô muốn cho cái ngữ cảnh là ví dụ như cô cho người vô được không, ví dụ như không có người nhưng cô tưởng tượng cô cho người vô được không? Được, cứ làm sao mà mọi người là hiểu được rồi. Rồi mình gọi vô nhà người ta mình phải gọi là trước tiên mình knock cừ. Yeah. Nó cừ là nghĩa là gì mọi người? Biết không? Gõ cửa. À đúng rồi, nó cừ ha, mình gõ 3 lần. Ở đây là nó cừ, cái mình nói là gomenasai shichirashimasu. À shichirashimasu. Thì người trong nhà nó là xong rồi. Oagatte kudasai. Xin mời bạn. Irashimase. Ừ. Irashimasu. Irashimase thì câu đây thì trong nhà người ta không, thực sự cái câu irashimase thì trong nhà người ta không nói đâu, trong quán xá gì đó người ta mới nói. À, trong nhà người ta sẽ nói câu nào em cũng hay lộn câu đó. Rồi trong nhà thế, ohairi kudasai. Ohairi kudasai, xin mời vào. Ohairi kudasai. À, hai ohairi kudasai xong hỏi là kiyo wa donna ichinichi o wa don do desu ka? Kiyo wa thường mình hỏi là kiyo wa về cái gì đó, một là kiyo wa oshigoto wa do desu ka? Kiyo oshigoto wa do desu ka? Chứ không có nói là kiyo wa oshigoto shigoto wa do desu ka? À, tức là mình khi mình dùng đối với người khác thì mình mới thêm chữ o, còn mình trả lời là không có chữ o ha. Yeah. Oshigoto wa do desu ka? À, hoặc là bạn bè mình thì mình nói là do desu ta. À, do desu ta. À. Xong cái người kia đáp lại là saikin watashi no shigoto wa isogashi da kedo omoshiroi desu. Công việc mà bận mà thú vị vậy. Tuy bận nhưng mà thấy nó thú vị cho công việc. Isogashi. Sức mạnh luôn. Isogashi desu kedo. Xin, desu ga. Rồi sao? Isogashi. Shi đi.
tanoshi, tanoshi để nó bạn mà vui gì đó. Dạ, tanoshi, tanoshi des. Ừ. Đó. Ừ. Rồi còn gì nữa không? À, xong rồi hỏi là xong rồi cái cô sẽ khoe, cô sẽ nói là ừ. À, ví dụ bình thường trong tiếng Anh nha, thứ khi có cái chữ là you know là mày biết không, bạn biết không, tôi mới đi chơi ở đâu đó đó, mình thường thường nói chữ là you know là mình sẽ nói như thế nào trong tiếng Nhật ta? Hôm nay mình nói là shirimasuka hả? Kêu ví dụ như bình thường mình sẽ nói về cái câu đó là trong cái ngữ cảnh đó, kino wa watashi wa fushan ni nobota shiteru, đó mình dễ hơn. Kêu ví dụ bạn bình thường mình sẽ nói là kêu hôm nay hoặc là hôm qua gì đó, kino hôm qua thì mình ví dụ như fushisan. Ừ, mình là con gái đúng không? Mình sẽ xưng lại atashi. Atashi là tôi này. Mình thay vì nói watashi mình xưng lại atashi. Atashi. No. No botta. Fuji-san. No o. Shiteru. Cái nổ ố biết không? Học bữa trước học rồi, có nhớ không? Giờ mình bật vô. Rồi. Chính xác, nổ ố là dạng như là cái việc mà nó leo lên núi vũ sĩ ấy. Việc mà tôi leo núi vũ sĩ ấy, là bạn có biết hay là không? Ngày qua. Còn nếu mình trả lời mình biết thì mình trả lời sao? Và mình biết không? Trả lời sao? Bữa trước giảng cái này kỹ luôn. Giờ mình biết thì mình nói là hai shitemas, còn không thì shirimasen. Đúng rồi ha. Đúng rồi, không biết là mình nói là shirimasen, nhưng mà bạn bè mình thì mình tập nói là shiranai được rồi. Shiranai cho nó quen. Bạn bè thì mình nói vậy thôi chứ không có shirimasen. Rồi, còn không biết là còn biết là shitemasu yo. Shitemasu yo, mình thêm chữ yo vô ha. Tôi biết đó, hoặc là mình chữ y mình có thể đọc hoặc là không. Không đọc. Rồi, shitemasu yo. À. Rồi, tới cao bạn khác nha. Chứ bạn em. Ê. Sao? Cái chỗ mà hồi nãy mà xin lỗi em, cái chỗ mà hồi nãy mà ha id kudasai á, tại sao nó không có chữ t kudasai, tức là ha ít ha, ví dụ như không, cái cao đây là người ta hãy t kudasai không có, nhưng mà người ta kiểu như là mời vào thì đã kính ngữ rồi thì người ta sẽ chia như thế này. Ồ, hai đi cơ đã sai. Rồi, ok em. Dạ, cô tưởng nó là nó có tê nữa. Cô hiểu rồi. Cảm ơn em rồi. Tới với bạn khác đi. Em, được rồi. Rồi, cảm ơn em. Đi tiếp. Dạ. Rồi, tới bạn Ngọc. Hình của bạn Ngọc này. Rồi. Phân là rác được, bức rác. Này. Rồi, chữ, cái bãi, cái chỗ mà bức rác thì mình ghi là Okiba ha. Okiba là bãi đổ rác. Okiba. Rồi Ngọc nói xong. Rác thì mình có là rác và rác cháy được, rác không cháy được và rác sống và phân là rác. Gomi bưng bê trừ. Gomi bưng bê trừ là mình phân là rác ra. Gomi. Gomi bưng bê trừ. Đúng rồi. Gomi moe rừ là rác cháy được. Moe và sao? Ví dụ gomi moe rừ dashi moe rừ gomi moe rừ gomi ha. Rồi moe rừ gomi quá doko de bỏ dashi maska doko ni ha. Doko ni mình bức ở đâu á? Doko ni shite maska mình bức ở đâu á? Nó nằm ở đâu? Ní à, thấy không phải dùng đế ạ. Tại bức thì cái kia là tại đâu, mà còn mình muốn bức là ở đâu á, thì nó có cái vị trí nó nhỏ như thế này nè, ví dụ viết xuống cái chỗ nào mà nó cái diện tích nó nhỏ mình dùng ní hết,
thì cái bước khác này thì nó trong cái phạm vi đây thôi, thì mình dùng là ní. Còn ví dụ đế là cái tại cái chỗ đó nó bự hơn. Còn ví dụ chẳng hạn mình sống đúng không, mình sống thì cái nhà của mình đó nó nhỏ như thế này thôi, nó không có di chuyển đâu ấy, mình dùng ní. Watashi wa Hồ Chí Minh si ní sinh đề mát, hoặc là Watashi wa Uchi ní sinh đề mát, là nó nhỏ cái đây nó cố định nữa. Rồi chữ mình vứt nó tại cái chỗ đây thì mình dùng từ watashi wa gumi bận moeru gumi wa doko ni Doko ni su te mas sute đó. Hoặc là thầy muốn nói là sute chứ ạ, sao lại viết là sute ạ? su te mas ka nhầm xíu mình viết bẻ quá rồi. Rồi nhưng mà bây giờ muốn nói là kêu rác cháy được thì bước vào thứ hai tư năm, mà nó ngắn lại ha, Hãy nói xong môi rự gomi quá hai ghê hai tư chư sáu độ hai tư sáu ghê chư suy đúng kim rồi des des kính ní sự t ani sute sự t t cứ đã imasu sai ha, hai cái chữ t luôn à, sự t t cứ đã sai hay sute te kudasai đúng rồi. Hãy bước vào thứ hai tư năm sáu hai tư sáu. Rồi trong tiếng Nhật thì bình thường mình sẽ nói là Kichi Yubi, Suyu Yubi, King, King Yubi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ người Nhật họ bức như thế này, họ sẽ nói ngắn vậy thôi. Yes, Suy, King. Thôi, rác không chết được là gì? Moe nai, Gomi. Moe nai gomi. Moe nai, Gomi quá. Moe nai Rồi, gomi bước wa. vào thứ thứ 3, 5, 7. Kamoku do ni sutete kudasai. Đúng rồi, ca mô cư, ca mô cư đô ní sư tê tê cư đa sai rồi Moenai gomi wa ca một cư đồ ní sư tê tê cơ đa sai. Rồi sẵn nói cung cấp mấy bạn một lượng từ kiến thức ha, namagomi là rác sống, rồi namagomi là rác sống này. Còn cái lâu là can, can trong từ tiếng Anh luôn ha. Rồi còn cái chai gọi là bình. Bin. Đó rồi đan bô rừ là cái gọi là cái nói sao bạn mấy cái tự nhiên quên từ từ tiếng Việt, cái mấy cái vỏ mà vỏ ví dụ như thùng bia mình uống thấy cái bia nó có cái gì mà đựng thùng bia, cái đó gọi là gì, tự nhiên quên tiếng Việt, cái đó là gọi là gì, cái ni lông mà cái gì Ông mình cái cái sao thùng để chứa thùng cái cạch tông bia đúng không? hả? Ý Cái đó hả? gọi là thùng cạch Cặp tông. tông Đúng rồi, rồi thùng cạch tông gọi là đâm bô rừ. Đâm bô rừ ha. Đó. Namagomi là kiểu như rác rác mà rác sinh hoạt của mình á. Can là cái lon bia mình uống xong rồi, còn bình là những cái chai gì đó. Rồi. Qua tiếp chữ hình mạng bình với nãy giờ mình đợi nè. Mình đợi đúng không mình? không 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 em đợi lâu tí cũng được Không sao, để cho em đợi được, ưu tiên cho em hết mà tự nhiên nói đợi rồi 36 độ nhiệt kế rồi, thấy người mẹ nó nói gì đây, thấy nhức đầu vậy đây, hay là viết báo cáo nhức đầu vậy, thì em nhìn vô hình em đáng tự nói sao. Rồi chẳng hạn như từ số. hôm nay thì bị sốt nên tôi thấy cảm thấy đau đầu, hay là vì sốt nên tôi cảm thấy chóng mặt gì đó, hoặc là vì sốt nên tôi chảy nước mũi gì đó, hôm nay thấy hoặc là bài bị kiểm tra khó nên cái
tôi chảy mồ hôi, tôi đổ mồ hôi vì bài kiểm tra nó khó, thì mình có thể nói được mấy câu đó. À, hoặc là hôm qua tôi thức khuya đến 12 giờ nên bây giờ tôi cũng thấy thiếu ngủ. Rất là nhiều câu luôn. Kyo wa netsu ga aru no de shiu shiu dekimasen. Siêu xe à? Siêu xe không còn không nhìn từ siêu xe siêu chiêu chung á thầy, siêu chiêu á. À siêu chiêu à, đúng rồi, siêu chiêu tập trung. Kino netsu ga là kyo à. Netsu ga, mình dùng ga đi mát ha. Đi mát no de à. Hoặc là si ken ni siêu chiêu de kimasen, không thể hả? Rồi cho nó cao nó hay hơn. À, vì hôm nay là tôi bị sốt này, tôi không thể tập trung vào bài kiểm tra. Yo wa netsu ga demasu no de shiken ni siu chiu de kimasen. Ok. Siu chiu là tập trung mà thầy. Đúng rồi, siu chiu là tập trung ha. Tức là em tập trung về một cái vấn đề nào đó, gọi là siu chiu. Mình không biết nhiều từ ghê lắm. Em hiểu. Nhưng em mà không biết từ này. Cái... Ừ, mấy bạn nghe. Cái mà ví dụ như sao? Mấy cái từ nào mà mấy bạn bạn biết hết là bọn mình không biết, mấy bạn từ bọn mình biết là mấy bạn biết không? Rồi từ gì, từ gì? Ví dụ như cái chỗ này nè, demas đó, ví dụ mình sao thao mà cái chỗ nào đế mình không dùng là de du no no de, tại vì người ta để là thể thông thường cộng no de mà. Cái mát cho nó lịch sự không không? Cái không mát phải cũng là được. Cà đà đâu. Mát là cũng được. Còn nó là lý do. Đây là lý do ha. Mình sao đây là một nguyên nhân và lý do á. Nó à, lịch sự. Hồi nãy cái thể mà tà là kuware tà nô đế chứ được, sao được, được. Để là thường là mát. Kuware rồi rồi con hiểu. Thể là thể thông rồi, thường rồi, rồi, nhưng rồi, mà cái nó lịch sự thì khi mình nói chuyện với người ta nè. Rồi đây thì mình sẽ dùng mát không sao. À rồi. Cảm ơn ạ. Rồi siêu chiêu là tập trung. Rồi tới tới hình cô, các bạn thấy hình lá cờ Việt Nam đâu? Tôi có rồi. Đây này. Có. Ok rồi cô làm đặt câu nghe. Cô sẽ hỏi là tiếng tiếng Nhật nó mới sẽ là cái đội là chi mự à, chi mự chi mự chi mự à, chi mự à, chi mự à, nha chim chi mự à, e chi mự à, to b trong từ 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 b á. À rồi b chi mự to à, đô chi ra gá kachi ru omoimasu ka? Đô à, đô chi ra gá ka chữ, cái này là ka ka chữ da ka chữ à ka chữ da omoimasu ka? Đô omoimasu ka? Mình sửa lại ngữ pháp mình luôn ha. Kachimasu là ka chữ. Kachimasu. Nó ca trừ. Rồi thì ca trừ vì vậy những cái đạo đây nó cũng kiểu như là mê sinh là mê tính này,
À, mê sinh là mê tính hả? Mê sinh là mê tính. Này, mê sinh là mê tính. Cái như là ví dụ như trước khi mình chơi chơi một cái gì đó thì mình sẽ ăn cái gọi là Kito Kato. Có bao giờ có nghe cái đó chưa? Cái bánh mà Kit Kat á. Chưa. Kito Katsu. À, Kito Kat. Kito. Kit Kat ha. Thì cái bánh này nó có nhiều loại ha, matcha hay là sô cô la gì đó. Thì họ cứ quan niệm là Kito Kato là Kito Katsu á, nó viết tắt trong từ Kito Katsu. Đây, thì chữ Kit Kat này nó viết tắt trong từ đây, Kito Katsu, cái âm nó giống nhau nên như vậy. À, kêu để mình thắng được thì mình phải ăn trước khi mình đi thi, mình phải ăn ở đây. Kiểu như mấy bạn đi thi thường ăn đậu đỏ lắm mà vẫn rớt như thường ha. Có ai kêu cà chi mát. Đúng rồi, cà chi mát là thắng. Thì ở Nhật nó cũng có quan niệm như vậy. Gọi như đi thi là cấm ăn chuối hay là trứng lộ ha. Đó. Thì người Nhật họ cũng có quan niệm đó, chứ không phải là người Việt Nam mình không. Nói chung là người Á Đông là thường vậy. Em cái chữ mà cà chi mát mình đã đổi thành là cà chư là thể thông thường rồi, mình chỉ cần cộng tố ô môi mát thôi, mình cộng thêm đà nữa để cho nó bổ sung nghĩa hả? Không, cà chư đà tố ô môi mát thì nó nguyên mẫu cái chữ des đó. Cà chư tố ô môi mát là đã thông thường rồi, nhưng mà thường cái câu cái túc câu á là đà cái đề, chữ đà luôn, tố ô môi mát, cà chư đà tố ô môi mát. Tại cô thường thấy là đà là thường tính từ đuôi na hay gì, nó mới đà hoặc danh từ á, còn nếu như động từ đã chia theo thí dụ như y cừ đi, y cừ thí dụ như để mình chia về cái thể thông thường rồi mà tại sao mình cộng đà nữa ấy? Là đúng rồi. Cô tưởng nó là nó bị để em coi lại cái nào, chứ nhiều khi cũng nhầm. Đây để coi có đà không ha. Thường là hình như là thường nghe bạn nói rất là nói y cừ tố mồm á. À sao bà tin ý gì mất á? Y cừ có đà không? Không ạ. Không à? Ok, không có đà ha. Tại vì nó đã chia theo thể thông thường á, cô nhớ vậy. Tức là nhớ là ví dụ như những cái từ tính từ đuôi na hoặc danh từ thì mới có đà, còn đã mình chia về thông thường ấy thì không có đà, cô nghĩ vậy thôi à. Ok. Đấy. Đó, thì cứ mọi người cứ coi lại thì nó ôn lại củng cố kiến thức lại cho mọi người. Nhờ vậy mà cô có biết được cái chữ chư chia, cô quên cái chia cái chữ cà chi, chữ chi á, chia thành chữ chư quên mất tiêu. Đó, rồi ha. Rồi. Từ ca từ tô mồm mắt. Rồi. Yeah. Hai cái đội này thì đội nào thắng? Ví dụ như cái đậu mình nói là đậu A thắng thì mình nói sao ta? Nghĩ là đậu A. A chi M. A chi M xong rồi mình sẽ dọn cái chữ đô hồ á. Đúng rồi. Yeah. Ejimu. À Ejimu. Yeah. Wa Yoho. No ho ha. Không có qua. Ejimu do ho. No ho. Ga. Ga. Chữ to. Omoimasu. À. Hai. Chữ to omoimasu. Hoặc là cùng B, nó đầu B thắng là nói sao? B B. À B. No ho ga katsu to omoimasu. À, bi chi mử bi ha chi mử nó ồ gá gá chữ tố ồ môi mắt rồi. Nếu mà muốn lịch sử cái từ đó thì các bạn sẽ ghi từ ồ môi ma si tề nó. Cái là thể lịch sử khi mình nói chuyện. Lịch sử của chữ omoimasu đúng không em? Ừ, từ omoimasu mình chuyển qua omoimasu. À, hay. Rồi, qua tiếp cho bạn Ngọc, chứ bạn Ngọc đợi nào. Đây, ô. Cái này giống như bonodori ha. Vũ điệu bon này. Rồi, để mình nhảy được cái vũ điệu đây thì mình làm sao hoặc là chuẩn bị gì đây? Bon odori ni sanka suru tame ni
Manichi resusite mas. À. Sang ca gì? Em nói gì? Sang ca đi. Sang ca suru tame ni. À. Đi sao? Manichi resusite mas. À, resu. Sao đọc giống câu ví dụ lúc trước bài trước học này. Vâng, theo như nhớ được mối câu đấy ạ. À, giống như đọc giống như cái câu ví dụ hồi trong bài học luôn ha. Nhớ sao quá. Đó, cái câu là bài bài tâm ý và cho ví dụ trong bài thì nó có như thế nào luôn. Bây giờ nói lại thôi. Không có gì hết. Dạ. Dạ. Rồi, tới bạn bạn Bình. Rồi. Rồi như rảnh thì bạn Bình làm gì, nghỉ Bình đi đâu, Bình vui cái gì, sở thích của bạn Bình là gì? Cái củ cải trắng mình gọi là, bạn đã biết, tay con ha. Tay con là củ cải trắng. Rồi, tiếng Nhật là en. À, cái hồng là gì mấy bạn biết? Kaki. À, đúng rồi, kaki. Rồi cái vớ, vớ là gì? Bữa trước nói dưới cái giày gọi là vớ. Kutsu. À, kutsu sita. Rốt cuộc làm gì trời? Rồi, mình nói sao? Hay là nói là tôi có thể thử cái áo này không? Nói một câu là dính tâm điểm nguyên một bức tranh luôn. Himanatoki kaimono shite imasu. À, himana toki ni rồi. Kaimono shite imasu ha. Ok. Himanatoki ni kaimono shite imasu. Rồi. Như có một chữ nó bằng với là Toki luôn á. Ví dụ như thay vì mình nói là Kodomono Toki thì có một chữ nó bằng với Toki là chữ Koto hay chữ Mono gì đó, đúng không em? Cũng quên. Là sao? Tức là khi thời còn trẻ á. Thì mình nói là chữ nó danh từ mình phải có nôn trước ha. Thì nó dùng chữ Toki nó còn một chữ nữa. Nhưng mà thay vì chữ Toki mình dùng chữ khác là chữ gì? Goro. Kodomo Goro. Một là mình dùng Goro. Dạ, dạ, đúng rồi. Kodomo Goro. Hoặc là mình dùng no, toki. Khi mà con trẻ, con phản, thời gian của bạn. Dạ, đúng rồi, cái chữ Goro. Ừ. Ok. Rồi, câu này nãy Bình nói rồi phải không? Rồi tới, câu này cũng Bình Ngọc nói rồi. Rồi, nấu nước nóng nè, bạn không biết. Câu này. Cái ấm dùng để nấu nước nóng á, từ trước bạn, cái ấm là gì? Gia cầm. À, gia cầm ha. Rồi, nước nóng là gì? Oh, yeah. Để từ cao này là tới bạn nào? Tem. Rồi. Tới cô này. Rồi. Cái này là mình sẽ nói là tôi đun sôi nước nóng thì mình sẽ nói là bằng ấm thì mình sẽ dùng cái chữ bằng cái ấm nước là gia cần đế oyu okawashimasu. Ừ, đúng rồi ha. Nhưng mà bây giờ mình bữa trước mình mới học cái mẫu ngữ pháp gì đó nù ní nhớ không? À rồi cái ấm này là dùng để cho rồi. Rồi cô dùng cái cấu trúc đó đi cho nó ôm lại bài nha. Kono ya kan wa oyu o wakasuru no ni tsukaimasu. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Cái ấm này thì dùng để nấu nước nóng. Ừ, gia cảnh năng vậy. Ờ. Mình học như vậy mà không có những cái gì vậy thì các bạn không có trường hợp nào mà để bạn dùng hết chứ.
Đúng rồi, học vậy là nhớ lại kiến thức nhiều lắm luôn á, với lại biết mình sai một đống. Rồi tiếp hình khác, một bài mà nó mấy rồi ơi. À, bây giờ mình thử mình nói hả, tới tới bạn Ngọc rồi, thử thử. Nếu tôi là chim tôi sẽ lên bầu bay lên bầu trời gì đó, nếu là tôi là mèo gì đó thì tôi sẽ ở trong nhà suốt, hoặc là nếu tôi là mèo tôi sẽ cãi nhau với con chó. Thì Ngọc thích công gì cũng bình nói rồi. Cái ngồi ngồi mà ngồi kiểu như của người Nhật Bản mình gọi là ngồi kiểu seiya ha, seiya ngồi chính tọa, seiya cái ngồi mà cái này kiểu nó nhấc chân lắm nha, ngồi nhấc chân lắm, tê chân gọi là si bi re remat á, nhấc tê chân si bi remat là tê cái chân kiểu như máu mà nó chạy không lưu thông á thì si bi remat. Rồi. Cái cấu trúc nếu là Đúng rồi, nếu là thì mình dùng là gì? Moxi. quên Hoặc là nó có những cái đây tố thể, hoặc là bà tà ra. Bà tà ra. Đó. Ví dụ như thì nói là nếu mà tôi có tiền nhiều thì tôi sẽ cô ca ni gá. À. Ta tư sản áp ta ra. Ừ. Thì nó là ô đi ốc ô sư tô ra ri a thế là e i o ô bên kiểu à, thầy nói chữ ô chứ no bang go nên sẽ giải thích cho các bạn thế này. hay. Đi đi từ từ Morides. Rồi, nếu tôi thì có rất là nhiều tiền tôi sẽ đi đi Úc để đi học tiếng Anh. Rồi, hai câu đây. Ừ. Nhưng Rồi. mà cái từ nếu là, Này. ví dụ như nếu là chim là Tori, À. what does Moxi, you Moxi trước nữa, Moxi. Tori. À. Tori đắt ta là nó là danh từ thì đắt à, ra Moshi Tori Datara à, so ra ế Sora tô ế à, ế mình bay lên, mình bay lên rồi rồi mình có phương hướng. à Toby Toby Mask Tobimasu à, nếu tôi là Tobitai desu. à Toby Tides ok mình bấm luôn. Ừ. Nếu tôi là chim tôi sẽ muốn bay lên bầu trời ha. Rồi, nếu tôi là siêu nhân tôi sẽ giúp đỡ người nghèo nó sao? Oxy si. À. Chô Jin, Chô Jin hoặc là Superman. Chô Jin ha. Superman À, hoặc là chose Superman. chose đặt À. Superman. Superman. Đắt ra. À, người nghèo là Bimbo, Bimbo, Bimbo mình. na Ito hoặc là Mai Zixi, nó có hai từ. Bimbo là cũng là nghèo mà Mai Zixi cũng nghèo. Mai Zixi thì tính từ đuôi y, còn Bimbo là tính từ na, Bimbo na Ito. Bimbo. 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 Tên tên hai mặt đây. Bimbo à đây. Bimbo đây. Tên tên Bimbo Nahito ô tê chữ đại mas Để chưa đặt. à, tê chữ đã tê chữ đã tê ở game Để gì cũng chưa được đặt. Hay. à, tê chữ đã tê ở game mas à. Chỉ là chữ Bimbo là nghèo. Đó. Ừ. Nó tự nhiên nó mắc mít nè. Bimbo ha. Một người nắm dạng được rồi. Từ từ Bimbo nó bằng tứ với từ Bimbo, nó bằng với từ mà Jesse đều nghèo hết, mà Jesse là nghèo hết đây rồi, ghi vô này Bimbo bằng mà Jesse nghèo hết
mình bình bô là tính từ đuôi đuôi na và mười dư xì tính từ đuôi y thôi đó. Ok, qua tiếp dòng thôi bạn bình bạn sẽ hối ờ đâu có à. Rồi tao của bạn bình này à. Câu mình hơi bị khó ha. Để mà tham gia marathon thì tôi luyện tập mỗi ngày gì đó là tôi đang chạy đua với ô tô. Mình sẽ nói ví dụ như tôi chạy đua với ô tô, mình sẽ nói là cứ cứ mà tô kyo so si mas à, tôi sẽ cạnh tranh chạy đua với ô tô, hoặc là nếu mà chạy chạy thì em dùng cái từ ha ha si ru á, ha si ru no wa kyo so si mas. Tôi đang cạnh chạy chạy đua với chiếc ô tô. Thôi, mình nói được không? Hay là đổi hình khác cho em? Dạ được thầy, nhưng mà marathon ha. Chữ marathon thì mình đọc là marathon. Marathon no tameni watashi ga mainichi renshu shimashita. Không, mainichi không có thể mà tà được, tự do một cái ra hành động. Tại do Manichi là cái một cái hành động đó diễn ra hàng ngày thì mình không thể tế tà được ha. Rồi vì cái này mình thì mình liền đọc ơi chữ marathon nha, nhớ ha. Rồi cho mọi người coi một cái đoạn video clip, gọi là video thôi ha, chứ đừng có video clip nữa kiểu đó. Marathon là jinsei quá. Marathon đã là cuộc sống là một cuộc chạy đua này, là tức là cuộc sống là một cuộc chạy đua. Jinsei wa marathon đã, từ đây là từ đề nó ghi là vậy luôn, không biết nên... Ủa nó bị sao rồi ta, tự nhiên sao lên mạng không được đây. Thế rồi sao nó bị xong mà nãy giờ lên mạng không được ta? Internet tôi gặp worry this. À, chụp dạ quá. Rồi, để bữa học sau sẽ các bạn nhắc lại sẽ cho các bạn. Không quên các bạn. Sau mình tự mình có thể sau khi bài học thì mình có thể gõ cái chữ Jinsei wa marathon là cuộc sống là một cuộc chạy đua. Mỗi người chạy, tức là mỗi người đều chạy một hướng ấy. Tức là trong cái nhóm đó mỗi người chạy một hướng. Nhưng mà sẽ mục đích đến cùng là có một mục đích thôi. Nhưng mà mỗi người đều chạy mục đích vô hướng. Rồi, tới của Thư nào. Đây, núi bà đen nha. Là từ nhà, từ cái cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy núi Bà Đen gì đó. Ok, watashi no mado kara baden san baden baden. Ông Bà Đen không có Bà Đen yama. Đen san ha. Đúng rồi, Bà Đen yama. Yama Bà Đen yama, Bà Đen yama miemasu. Đúng rồi. Bà Đen Yama chứ không có bà Đen Sạch. Yeah. À, lúc hả? Nhưng mà cô muốn nói câu là vì tôi muốn tiết kiệm tiền để mà có thể qua Nhật leo núi Phú Sĩ á, cái chữ tiết kiệm tiền là Chokin. Đúng rồi. Là thì nói được câu đó mà. Mình dùng cái chữ Shimasu hả? Thì bây giờ nói đi. Nói thử có sao đúng sai nha. Nói nè. Chokin. Chokin o Chokin o
Shirutameni. Ngược lại, đó ngược lại. No. Lòng. Mình phải nói là vì muốn đi Nihon e iku tameni ima chokin o shinakereba narimasen. Ima. Chokin o shinakereba narimasen. À, bây giờ nói chuyện nặng kia thì bà nào rồi mình xem nhanh cứ ha. Ngày xưa nói hồi đó là kiểu như nó bập bẹ, kiểu như không nhớ cái chữ kê xong nó chữ gì luôn á, không có nhớ chữ rề bà, kiểu rồi, như ngóng ngáo. Trong cái câu đây này nó là danh từ được, thì mình có thể bỏ luôn, mình có bỏ chữ ố luôn ha. Mình học lây mình có thể bỏ luôn, không sao. Giống như đen qua shimas đúng không? Giống như đen qua shimas vậy đó. Đúng rồi. Rồi nhớ ha. Bà đang sàn là núi Phú Sĩ ha. Rồi lúc mà hầu câu chuyện vui mà đi lúc mà thời đi dạy này Fuji-san chắc lớp mình không có ai bị câu này hết. Lúc nghĩ ngày xưa đi dạy cứ Fuji-san chứ sàn là trong trường hợp này là núi Phú Sĩ ha. À cái anh kia, cái mấy bạn học sinh này, anh Fuji có tự giờ thấy cái chữ sàn này rồi gọi bình sàn, cộng sàn, thường sàn á. À rồi ta cư sàn cũng thế. Em thế nữa mà. Vâng, cái thứ gì em dịch là bạn anh ta cư u thôi. Cái đây là câu chuyện vui khi đi dạy ha. Hả, ta cư phu anh phu gì anh ta cư. Oh my god, nè tiếng Nhật cũng gọi là oh my god. Oh my god. Này. Oh my god. Nó tắt ra. Từ oh my god đó thì nó kêu oh my god. Đây oh my god. Đó không? Mình cũng biết nhiều cái. Nhiều khi mình học mình thấy nó. Từ oh my god là mọi người đều biết đúng không? Kiểu như cái ông làm bể cái ly hay mình tự ngã cốc nước vậy, lại chúa kiểu vậy, ôi, hoặc là mình có thể nói từ guess, guess, đây, đó guess, ôi xịt kiểu vậy. Guess, cái mực lên guess, hoặc là chết tiệt mình dùng từ chi cứ sổ, từ đây nó hư ái xíu không, gọi là súc sinh đó, nhưng mà mình gọi là chết tiệt vậy, mình dịch ra mình kiểu như cái việc gì đó mình không ngoài tầm mắt mình á, hoặc là tự nhiên vơ cái đó, hoặc là đi đụng ai cái đó, tự nhiên nước ai đụng mình nguyên cái áo mới mua. Cái ai đụng mình cái áo nguyên cái ly cà phê của họ đó lên cái áo mình thì mình nói chikiso yes oh my god đó. Rồi hy vọng lần này là không có bạn nào lớp trong sẽ bị trường hợp mà anh ta cư hay là anh Fuji ta cư đó. Ok rồi tới bạn Ngọc nè. Rồi tôi ở trong nhà tôi nghe tiếng chuông của điện thoại và nghe tiếng con chim sẻ sẻ kêu. Con chim sẻ sẻ mình sẽ dùng là suzume là con chim sẻ sẻ. Hey ra từ trong phòng hay là từ nhà? Trong phòng tôi thì nghe tiếng chuông hoặc là tiếng con chim. Thì mình dùng từ gì biết không? Mình dùng là nghe thấy được cái tiếng đó. Okemas ha. Ako koem. Ikoemas. Ikoemas. À thì nó sao? Hay watashi no heza kara denwa akachimas.
Suzume no koe. À đúng rồi. Ga kikoemasu. À Suzume no koe. To à denwa. À denwa no oto. Oto. À oto ha. À ga ki. Oto ga kikoemasu. Đúng rồi. Đó. Watashi no heya kara suzume no koe to denwa no koe ga kikoemasu. Suzume là con chim sẻ sẻ. Nói chung tiếng Nhật học mấy cũng không thấy đâu. Bây giờ mình nói mấy con chim vành phiên hay là biết con chim đại bàng này, biết con quạ này, chứ mấy các con nhiều con mà con chị không biết. Không biết con thì không biết. À, phải 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 nếu mà phải phải kiểm tra phải tra từ điểm mới nói lại cho mấy bạn được. Rồi, Kuri Ningu là cái chỗ mà Linh Ninh á, là kiểu như là làm sạch đó, làm sạch đồ á, rồi giặt đồ á, trong từ Linh Ninh á. Thì cái chỗ mà mình giặt quần áo á. À Tanaka ra. Rồi của anh nào đó thì người ta sẽ biết người ta dán đây ha. Rồi. Hay là xuất khẩu gửi gì đây thì Tỳ Bình nói. Còn như từ Nhật Bản mà gửi đi bằng thuyền, gửi bằng thuyền thì cái này hết bao nhiêu tiền, hay là cái ô tô này mà nhập khẩu về Việt Nam thì nó bao nhiêu tiền, hoặc là cái ô tô này xuất khẩu về Việt Nam thì bao nhiêu tiền. Rồi Muzugashii desu yo. Muzugashii desu ka? Chotto kangaete. Kangaete mite à. Bây giờ thầy nói. Thầy hỏi thầy, ví dụ như thầy nói à. Kangaete mite là gì ta? Dạ. Kangaete suy nghĩ. À hãy thử suy nghĩ đi ha. Bây giờ à kangaete mimasu là thử gì đó, mình làm thử gì đó. Bây giờ thầy chuyển qua chữ t nữa. Rồi nhưng mà để văn nói thì người ta sẽ nói ngắn hơn. Kangaete mi à, bạn nói kangaete mi à, dễ thương ha, nghe dễ thương. Kangaete mi à, còn mite kudasai gì đó, trong văn nói thì người ta sẽ ngắn lại kangaete mi. Rồi cái giáo mũi tên là bạn nào nhớ. À, Zazi Rusi. Dạ. Zazi Rusi đúng không? Rusi. Zazi Rusi là giá mũi tên. Rồi tại nhà là gì? Tại nhà có phải là có biru có gạch ngang không? Nhớ ha, biru có gạch ngang là bia. À tate mono nữa, hai cái này giống nhau. Rồi cái bản đồ là gì? Chi dự. Rồi, nhưng mà ở Nhật á, các bạn thấy người Nhật mà họ 82 tuổi đi mà tóc họ đen thì họ làm sao mà để đen đây, các bạn biết không? Là họ nhuộm, đúng không? Nhuộm thì trong tiếng Nhật là Somi, Somemas. À, Somemas là nhuộm. Somemas. Ừ. Rồi cái kiểu tóc của những người mà già già thì họ rất là thịnh tới đây. Là cái đó là gọi là băm con gì? Băm cái kiểu mà bum mấy bạn nữ sẽ đi mà sẽ biết đây. Cái uốn á. Tức là uốn á. À cuốn dạ. Là băm 10 á. Nghe thì kiểm tra lại. Mà bên Nhật nha, nghe bữa trước lúc mà các bà Hồ Gia Sàn là bà chủ nhà nha, bà sẽ nghe bà hớt tóc một tóc bà vậy mà mà tôi nghe nói là tới 2 man 3 man mà nghe ở mức cái đầu tóc như thế nào. Mm-hmm.
考えてけど出てこなかった。Oh. Ba à ba ma này này thì những cái đó gọi là ba ma. Đó, ba ma là kiểu như cái uống nó còng còng như ngắn ngắn như vậy, nó gọi là ba ma nét tù. Ba ma nên tụ. Từ từ uống tóc vừa cô thương biết không? Từ perm đúng không? Cái gì? Cô đang hỏi tiếng Anh hay tiếng Nhật cơ? Tiếng 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 Anh á. Là từ perm á. P-E-R-M. Đằng cơ. Cô gõ em thử. Cái chữ perm này cô gõ bên Zalo anh nha. À. Đó. Thì người ta sẽ nói gọn lại là ba ma là cứ kiểu như cứ kiểu uống ngắn ngắn như này nên tụ. Đó, ba ma nên tụ. Đó, à, từ từ ra từ đây thôi. Bây giờ mới biết. Đó, cô thương lợi quá. Thì rồi từ đây, họ chữ ba ma thì họ sẽ biết. Ba biết ma nên nên tụ ấy. À không biết thôi. Đó, thì họ biết như đây. Ồ, bây giờ mới biết. Đó, thì đó cái cú cú như thế này gọi là ba ma nên tù sumeru là nhuộm. Rồi mình coi có cao gì cần gai tê kê đô rồi kê tê cô nà cắt thì bây giờ mình nhờ ai giúp mình thì nói sao đa đê ca tê chá tê mô rai mà sen cá. À đúng rồi. Đa rê ca tê sư đa tê cừ rê ma sen cá. Hoặc là có những cách như thế này. Đa rê ca qua ta xin ý ngay chỗ này mà mình lược bỏ đi. Đa rê ca tê chữ đa tê cừ rê ma sen cá. Rồi. Hoặc là cứ đa sai ma sen cá. À, cứ đa sai mà sen cá còn rồi nếu mình học kính ngữ lần nữa là ita da ke ma sen cá à, tiếng Nhật nó à. Nhờ nói chung mình các bạn nhờ học tiếng Nhật mà các bạn cái độ độ nhức đầu của bạn nó tăng lên đúng không, mấy cái thuốc nó lần thuốc ấy uống thuốc đau đầu đó giờ nó lần thuốc ấy đó anh có nhiều cách rất là nhiều cách nói luôn. Mà mình lúc một trước mà cứ mình học được cái là được rồi, nhưng mà tiếng Nhật nó tùy đối phương nữa nó nói. Rồi các bạn mình Ngọc hay bạn Thương giúp được bạn không? Sao đây nói được không? Nói cái chữ đầu được. Ừ sao? Vậy cô nói thử đi, tại sai em sửa nha. Ok. Học là phải sai chắc rồi. Ok. Em như vậy cũng, thì cái giá cái giá là mình có thể dùng cái chữ là vượt cà hả? Bực cà nô yêu xíu từ ga không bực cà không được, bực cà không được, bực cà là tức là vật giá nói chung, còn cái giá này mà nó 500 yên hay là cái đó nê là tiền đan nê đan ha, bực cà là nó giá nó cả nói chung nha. Yeah, tức là okay. Ở Nhật thì giá cái vật giá nó cao thì mình dùng là bực cà, còn cái giá của những cái từng sản phẩm mình gọi là nê đan. Yeah, nedan ne it có thể hỏi là ikutsu. Ikutsu là sao? Ikura ikura nedan no yushutsu ga agari agari thành rưu, agaru agaru shite masu ka? Tức là cô nói muốn nói là xuất khẩu cái này đi thì giá cả bao nhiêu tiền đúng không? Đúng rồi ạ.
Rồi thì mình không có nói lộn xộn vậy. Mà bây giờ mình đúng phải rồi, lộn xộn. Phải phải nhớ ha. Hỏi tiền là Ikura rồi chứ không có Ikuchu. Giờ này mình học Ikuchu nữa. Rồi, nó Ikuchu. Nhầm thôi mà sửa lên rồi. Rồi ok. Rồi cho là cái áo này xuất khẩu thì bao nhiêu tiền? Rồi cái áo là gì? Cái áo là shirt. À, Kuno. Rồi nếu mà nó có chữ T là tại vì sao mọi người biết chữ T không? À, cái áo mà áo ngắn tay á, nó có hình dạng chữ T nên là nó chữ T thôi. Dạ, áo thun mới à. Kuno T-shirt đó. T-shirt. Rồi. Tự là xuất khẩu là Yushitsu. Yushitsu. Rồi, Yu siêu trừ à, như siêu trừ no à ý cứ ra để cắt vậy thôi, càng nhiều mà Nedan nữa. À rồi rồi rồi, con hiểu rồi. Tôi tưởng là Nedan là giá của xuất khẩu là bao nhiêu. No à ý cứ ra để cắt. Ô tại sao dùng được cái chữ nấu quà đó trời, kiểu như hồi trước cũng có chữ nấu quà nhưng mà thường thường theo sau nó, ví dụ như trước nó phải là tính từ đuôi na đuôi y gì đó hoặc là một cái cụm ví dụ như là thể beta và thể thông thường. À, nhưng mà từ còn từ cái mình này học thì lên mình sẽ nói là đảo ngữ á, cái bổ ngữ của bài okay. 22 á, hình như là bạn nào cũng học hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi mà chưa có áp dụng được á. Ừ đó thì mình cố gắng lên ha. Rồi mình suy nghĩ thêm tí nữa là mình sẽ làm được thấy thôi. Hoặc là không, mình đặt ra một cái câu tiếng Việt nữa. Mình là giờ đỡ, chứ ngày xưa là cứ cho cái tự suy nghĩ là suy nghĩ không ra được một câu nào hết. Mà bây giờ mới bí câu cuối thôi. Rồi tới Thương nè. Ok. Rồi chẳng hạn như cái câu đây ha. Thử đặt thử câu là hãy viết theo những gì tôi nói. Nào. Ừ. Viết theo những gì tôi nói, hãy viết theo như tôi nói. Rồi. Như vậy thì nó sẽ giữ là yêu á. À đúng rồi, thì mình nói sao? Bây giờ người đây nói là à ấm là si buồn, là những người đây phải viết là ấm là si buồn. Thấy không? Cái câu mà người Pháp đó là sao? Mình sẽ nói là yêu to đi ni. Đúng không? Tori ni kaite kudasai. Đúng rồi, chính xác ha. Ore kara watashi wa yu to rini. À, ore kara watashi wa yu to rini. Cái tệ cái đó sai. Dạ đúng rồi. Như chữ tô ra các bạn coi lại thử. Tô là tờ. Tô không? Được không? À, tô rồi chữ, cái chữ tô, chữ ô nó viết viết như nhau luôn á. Nhưng mà đọc là tô, tô luôn. À. Tô, tô. Tô. Còn cái chữ ta, thì không phải chữ ta nha. Chữ tô. À, tô. Ờ. Orekara watashi wa tô. Yu tori ni. Tori. Này. Tô đi à, đúng rồi, chính xác hơn là chữ đây. Em cái chữ watashi wa, watashi, cái chữ đó watashi rồi nó nói chung với lại cái chữ yêu luôn hả, hay là có chữ gá nữa? À, có chữ gá cũng được nhưng mà ví dụ mình có thể bỏ luôn, tức là à, bây giờ luôn. Mình nhấn mạnh cái gá là thực sự nó nhấn mạnh thôi, còn không có cũng sao, nhưng mà nói chung là cái mẫu người Pháp yêu tori ni là ai đó làm theo to. Còn chẳng hạn như bây giờ 11 giờ rưỡi mà mình hát theo cái mình biểu bằng bằng Bình hay Bình hay bằng Ngọc hát theo tôi thì mình nói sao? Korekara. Korekara. Hãy hát theo tôi. Watashi wa. Dạ. Uta tori ni. Uta. Utatte kudasai. Uta o uta u tori ni. Từ đa sai rồi. Rồi nói sao? Kore kara watashi ga uta o uta utau tori ni utatte kudasai. Hai đôi rồi không?
À, tức mình làm theo đi, mình hát trước đi rồi mọi người mới hát theo hả? Hiểu không? À, hiểu chứ. Rồi, đông rồi. Sensei mai dojo. Đừng gì? Osaki ni chứ không có mai ha. Gọi như biểu ai trước á, mình đó là Osaki ni. Osaki ni dojo. Osaki ni à ừ. Tát te cừ da sai vậy đó. Osaki ni chứ không cái mày ha, mày là phía trước. Cậu nghe Osaki ni là lúc trước. Ơi, từ hôm ra dùng trăm lần vậy luôn á, chưa biết sai luôn giờ mới biết. Má ơi, kiểu như ngựa bỏ dậy, nhiều người ta cười trong lòng chứ ta không chịu chỉ nữa. Hèn chỉ nói chung với bạn á, nó cười cười nó không chịu nói rồi, thâm nhục thiệt luôn á. Rồi, đến đây thôi. Bữa sau có thời gian thì mỗi bữa sẽ cố gắng là hỗ trợ làm sao cho mọi người là nói được tốt nhất ha. Cho luyện tập nói nhiều nhất. Chứ thật sự là biết mọi người học rất là nhiều nhưng mà không áp dụng được nên mới cho học những bài như thế này. Rồi, ready, you go gap, owarimasu. Nisan, oyasumi nasai. Ai, sensei domo arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, sensei. Yane. Ai, sensei, minasan, oyasumi.